Đây là Hero Battleground, một tựa game đang nổi trên TikTok. Như thằng Bacon đứng nhảy rồi, what the fuck bro. Và như các bạn thấy, tựa game này nó thêm vào Deku phiên bản hack quá. Nên là hôm nay mình và Vedax sẽ cùng nhau lấy được cái dạng mod này. Như các bạn thấy hiện tại thì nếu như mình cố gắng bấm vô cái nút này thì nó sẽ để là chúng ta cần phải bấm vô cái Mastery icon ở phía trên. Yes sir, bạn cần phải giết người chơi khác hoặc là hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Mình nghĩ với một tựa game mới mà mình còn chưa biết được combo nào thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ hàng ngày nha. Ôi Vedax, em ở đây sẵn rồi. Để mình coi thử là nhiệm vụ hàng ngày là thức tỉnh 3 lần, phá hủy 12 cái cây. Ê, đang chơi Minecraft hả? Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái thức tỉnh 3 lần nha các bạn. Á đồ idol kìa bốt, á đồ idol kìa. Ô, fan, quýnh đó, mày, cú đấm sấm sét, đụng. Mình đã chào hỏi fan mình xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm người quýnh đây. Nhiệm vụ của mình nó chính là giết 5 thằng đúng không? Ủa con ta quên mất rồi. Mày hả bưởi. Nhưng mà kệ đi các bạn ơi, bởi vì sao thì tụi này cũng phải chết thôi. Con đê cư này farm mod khá là dễ nha các bạn, kiểu quýnh tí là có mod à. Mày. Oh what. Bằng. Ủa em đâu rồi vậy đó? Đang đi phá cây. Làm vụ phá cây trên Minecraft à. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ mod lên. Ui vậy mod của đi cư ghê vậy hả? Không, em làm hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Thằng này nó dám quýnh anh nãy. Mày dám quýnh anh mày hồi nãy mày. Ui đẹp phải. Game này thật sự đỉnh các bạn ơi. What the hell. Oh shit. What the hell. Bro what. Có cần phải làm cái game đẹp vậy không vậy? Wow. What? Game đỉnh vậy. Em không biết anh đang thấy gì đúng rồi. Anh nghĩ anh là siêu nhạc chính hay sao á? No way bro, game này đẹp vậy. Solo nè, solo nè. Game này anh pro lắm á, game này anh pro lắm anh ấy. Đừng nhờn với anh. Không phải anh mới là nhạc chính không đâu. Mày. Ủa chúng luôn kìa, ghê vậy. What the fuck. Game này ảo người ta. Mày block đi. Ui what the fuck. Rồi. Đừng quýnh tôi. No, sắp chết rồi, sắp hết máu rồi. Kỹ năng cuối cùng hàng này nó dí anh Phú ơi, cứu anh chơi. Rồi chết rồi. Nè bro, nó thấy anh có cúp nó quýnh nó chết luôn rồi. Đó là tác hại của việc đẹp trai đó các bạn ơi. Quá nhiều người thay đổi. Thằng này nè nãy quýnh anh Phú. Thằng này nè, thằng mod này nè, mày mod cho mình lên lại. Quýnh nó đi, nó mod đó, quýnh nó đi, giúp anh chơi. Hay, dí nó, chạy anh em lên. Chạy, quýnh nó. Mày chạy. Mày. Rồi được rồi, để anh, nó chết chưa, để anh. Mày chạy đằng trời. Easy. Mày chạy đằng trời. God. 1000 cú đâm. Bum. Mày dám quýnh anh Crazy Lion đó mày. Phúc ơi, phốt. À? Có món quà cho em nè. 1000%. Good job. Oh shit. Ui, cái này là gì hả? Hiệu ứng kích liễu mới luôn nè. Ui vãi. Có hiệu ứng kích liễu mới luôn. No way. Có hiệu ứng kết liễu của game này nữa hả? Ừ, có cái mod á. Mà quýnh nãy giờ mình mới có 4% các bạn ơi. Mình nghĩ là chúng ta cần phải đi kiếm chuyện thêm xíu nữa nha. Quá mạnh các bạn ơi, mình mới là người mạnh nhất. Ui, what the fuck, anh đấm kia bay không áp luôn rồi. À, hoàn thành vụ nè, bây giờ chúng ta có thể trả vụ để nhận thêm 5% nữa. Wow, ý là cũng khá là nhiều đúng không? Yes sir. Ok các bạn ơi, sau hồi áp ca trong server VIP thì cuối cùng chúng ta đã có được con Nomu. Ui gì ghê vậy? Để anh mạnh lắm. Ơi bro. Cú đấm sấm sét. Ây da. Ý là ôi. Trời ơi. Thả thằng anh đâu ra. Anh cũng No. Ủa cái gì đó của em khóc chết nó kìa. Hay vậy? Ê. Anh nãy giờ anh bị đấm cơ này. Ôi nó đấm đừng. Anh solo boss đi, qua anh nghĩ là anh có thể quýnh cho nó chết luôn á. Ok, em tin anh. Tin anh đi, anh né chiêu được, nè, anh né chiêu nè, ây da, chạy đi anh em. Anh đánh đi. Phúc à. Được rồi Phúc ơi, anh tới nè. Cú đấm sấm sét. Mày. Chú. Ây da. Chạy ra Phúc ơi, anh tới nè. Mày chết đi. Con boss khốn nạn dám quýnh anh em của tao. Cú đâm sấm sét.
Mira. Ui, thắng rồi. 26% để có thể mở khóa được con Warp Bottle. 1 minute later. Ok các bạn ơi, sau một thời gian farm thì cuối cùng mình đã đạt được 99.5%, một con số khá là. Ôi, no bro. Thằng này nó mod các bạn ơi, cứu tôi với. Mày hả bội, liên quan đấm. Thằng này đi rồi. Mày đi. Yes sir. Ủa, 100% anh hả? Quay, khoan, cho tao nhận con tướng mới cái anh em. Sao nguyên xe bò nó gượt một mình anh vậy? Này thì chạy, chứ sao anh chạy vậy? Đứng dậy. Biết top 1 xe bò là ai không? Biết top 1 xe bò là ai không? Mày cút. Cũng mạnh đó. Easy các bạn ơi, mình quá pro mà. Rồi, làm sao đổi tướng đây? Crafter, ui, mở khóa được rồi nè. Let's go. Ây da. Nè, tao chỉ muốn lấy tướng mới thôi mà mất chuỗi các bạn ơi, quá đông. Không sao, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã có được đề cư hắc ám. Kha. Dễ sơ, và bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm sức mạnh của nó nào. Mày hồi nãy quýnh tao đúng không? Mày, ây da, what the fuck, thằng nào vậy? Thằng này hồi nãy quýnh mình à. Để test thử coi con này nó có thật sự mạnh như mình nghĩ không nha. Ui, ghê vậy. Mày vô đây. Dạ, sao tự nhiên mình đứng yên vậy? Ủa sao tự nhiên mình đứng yên cho nó quýnh vậy ta? No way! Anh văng ra khỏi map luôn rồi. Nghĩa là cái bản V2 con này còn phế hơn dạng V1 nữa chứ. Mình đánh giá con này hơi cao rồi thì phải. Quá tốn thời gian nó lấy, nhưng mà tác dụng thì không nhiều cho lắm nha. Đây, bá vô đây mình ôm. Thằng nào nữa? Ê, thằng này nghỉ chạy rồi. Mày cút! Ui, nó mod. Ui, ngầu vậy. Ba vô đây mà nốt. Ra. Ui cái gì đó, sức mạnh tình bạn hả? 120%. Wow. Đẹp vãi cái trường. Lightning Crush. Sức mạnh ánh sáng. Mình cảm thấy là con này thật sự không đáng luôn á nha. Quá yêu. Ok thì hiện tại mình với Đắc đã có mặt ở trong server VIP để chuẩn bị cho cuộc solo 1v1. Vô nha, let's go. Ê, mày. Dạ. Gì kỳ vậy các bạn? What the hell bro? Mày đừng tưởng con tao phế, muốn làm gì làm với Đắc. What the fuck? À, còn nó phế dữ vậy. Con này mày. Không có chiêu gì combo luôn ba. Bữa vậy. Rồi. Bro, mình bó tay rồi đó. Giờ mình phải sử dụng trình độ thôi các bạn ơi. Chứ xài chiêu là bó tay rồi đó. Combo của mày là gì vậy? Đứng dậy đi. Bro, thật may mắn bởi vì mình đã sử dụng hai chiêu mà chưa nửa cây máu nữa hả? Bình thường mấy con khác xài hai chiêu mà nửa cây máu đâu à. Con này thật sự phế các bạn ơi. Mày canh thời gian. Bắt mày lại. Mày. Mạnh cục cứt. Mày áp lóc rồi mà. Mày. Ây da. Combo gì ghê vậy ông nội? Combo gì ghê vậy? Mày cút. Yes sir, thắng chưa? Ui. Dằn, má dằn mút chỉ luôn. Vô trận cuối nha. Ai. Ai cho làm chuyện đó vậy? What the hell? Sao mình cứ đá nó ra hoài cho ta? Hết chưa? À, anh điên lên rồi đó, sức mạnh tình bạn. Ui, nhiều đứa vậy. Mày, ui, what the fuck. Mày đừng có ảo không ơi, mày phải chết. Mày nghĩ sao đi cu, đi, chết đi. Mót à. Có giỏi thì vô đây. Ây, trời mày. À, mày xem ai mới là người mạnh nhất ở đây nè. No way. Làm gì vậy cô? Ui. Mày. Ui. Mày chỉ là bản giả thôi mà. Làm sao có thể? Em có sức mạnh tình bạn, anh không có. Ê. À. No way bro. Mày chỉ là bản V1 thôi, làm sao có thể đánh bại được tao? No, mình đi rồi các bạn ơi. Ui chưa, hên quá. Chưa nữa, vậy là chưa nữa hả? Ủa? Ok, thì đó chính là toàn bộ video mình thức tỉnh là dạng V2 của Deku. Tuy nhiên thì nó phế như cứt vậy. Nếu như các bạn thích video này, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì bye bye.